Vào ngày 10 tháng 2 năm 2018, bà Cấn Thị Thêu, người phụ nữ được nhiều người biết đến qua sự kiên quyết trong hoạt động giữ đất tại làng Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, cũng như lên tiếng đấu tranh cho công bằng xã hội, đã mãn án 20 tháng tù giam sau khi bà bị bắt lần thứ hai vào ngày 10 tháng 6 năm 2016. Tuyên bố ngay sau khi trở về nhà trước sự chào đón nồng nhiệt của người thân và bạn bè, cũng như đặc biệt là những dân oan Dương Nội, bà cho biết: "Hôm nay tôi đã thoát khỏi ngục tù cộng sản, ra khỏi nhà tù nhỏ, trở về nhà tù lớn, nơi mà có hàng triệu bà con dân oan đang ngày đêm phải giêng xiết rách thống trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày hôm nay tôi được trở về đoàn tụ với gia đình chồng con. Tôi vô cùng biết ơn toàn thể bà con dân oan, cộng đồng trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức tôn giáo đã quan tâm giúp đỡ gia đình tôi trong suốt thời gian vừa qua. Kính thưa toàn thể bà con dân oan, bắt đầu kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ lại chung sức chung lòng đóng góp một chút công sức nhỏ bé để cùng với bà con đấu tranh giành lại đất đai, tài sản mà chế độ Cộng sản Việt Nam đã cướp đoạt của nhân dân chúng ta, để sớm đưa những tên quan tham ra xét xử, luận tội chúng nó trước bàn dân thiên hạ, phải cho chúng từ quan làm dân, để cho chúng không còn có cơ hội cướp bóc, đàn áp, đánh đập nhân dân. Phải bắt chúng phải chịu trách nhiệm về tất cả những tội ác mà chúng đã gây ra cho nhân dân chúng tôi. Phải cho chúng nếm cảnh tù tội, để cho chúng biết thế nào là một ngày tù bằng nghìn thu ở ngoài, khi mà trước đây chúng đã bóp chết công lý để đẩy nhiều người dân lương thiện vào cảnh tù tội oan sai. Phải cho chúng tận mắt chứng kiến nỗi đau tột cùng của các gia đình có người thân bị chúng đánh chết, hoặc bị thương tích đầy người, hoặc bị tù tội oan sai, để cho chúng biết rằng tội ác của chúng là không thể dung tha. Mong toàn thể bà con dân oan hãy đoàn kết muôn người như một, để chúng ta có đủ sức mạnh đấu tranh chống lại bọn quan tham cường hào ác bá." Mặc dù trong tù, bà Cấn Thị Thêu cũng không ngưng nghỉ tranh đấu và khai dân trí cho những người bạn tù, kể cả công an. Chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do, bà cho biết: "Thì tôi cũng kể cho họ nghe về cái tội ác của chế độ cộng sản đã áp dụng đối với nhân dân chúng tôi. Và tôi cũng kể cho họ nghe về những cái nỗi khổ của nhân dân chúng tôi, những người nông dân thấp cổ bé họng đã bị chính quyền dùng cái bạo lực vào nhà tù để cướp đất của nhân dân chúng tôi. Thì từ cái chỗ đấy thì cũng có rất là nhiều những người tù người ta đồng cảm và chia sẻ với nỗi đau của những người nông dân mất đất như tôi. Trong đó cũng có một số những người công an, họ cũng rất là đồng cảm, họ rất là vì cái miếng cơm manh áo của họ mà họ phải theo cái con đường bị nghiệp thôi." Bà Cấn Thị Thêu cũng cho biết vì sự đồng cảm và nhận ra được sự thật mà trong những ngày bà tuyệt thực và những lúc bà đau bệnh trong trại giam, bà đã nhận được sự hỗ trợ và bảo bọc từ ngay chính những người bạn tù. Bà chia sẻ: "Thì đêm là họ chia nhau ra, họ thức, họ canh. Lúc lại họ lại để cái bông vào mũi tôi xem tôi có con thở hay không. Mà tôi đi đâu là họ thường hai người họ dìu tôi. Quần áo các thứ thay giặt ra là họ cũng lo lắng sắp xếp cho tôi, tắm rửa cho tôi. Mà ốm đau á, thì họ cũng trông lo cho tôi rất là nhiều. Tôi bị cảm sốt, họ đi nấu cháo kia tôi cho tôi ăn. Những cái ngày mất nước thì họ cũng xách từng thùng nước ở cái tầng dưới lên trên buồng để giúp tôi. Có những người thì người ta thuộc trong giới giang hồ, người ta được mệnh danh là sát thủ, bởi vì có những cái án của họ rất là khủng khiếp. Nhưng mà tôi cũng nói cho kể cho họ nghe về cái chuyện xảy ra ở quê hương chúng tôi. Và tôi cũng mong muốn họ rằng sau này mình hết án trở về với xã hội á, thì mong muốn họ là sẽ giúp đỡ những người mà yếu thế như chúng tôi. Thì họ nói là cái đấy nó ăn vào máu họ rồi, chắc chắn họ sẽ về, họ sẽ giúp chúng tôi để chống lại cái bọn quan tham bạo tàng." Cũng xin được nhắc lại, bà Cấn Thị Thêu mãn hạn tù lần đầu vào ngày 25 tháng 7 năm 2015. Đến ngày 10 tháng 6 năm 2016, bà bị công an thành phố Hà Nội bắt giữ
với cáo buộc gây rối trật tự công cộng khi bà và hơn 50 dân oan tập trung tại Bộ Tài nguyên Môi trường gửi đơn đòi giải quyết đất đai cho người dân Dương Nội. Bà bị đưa ra tòa vào ngày 20 tháng 9 với bản án 20 tháng tù với cáo buộc tội gây rối trật tự công cộng. Phiên phúc thẩm vào ngày 30 tháng 11 cùng năm giữ nguyên mức án 20 tháng tù. Sau khi có án, bà bị chuyển đến trại giam Gia Trung ở tỉnh Gia Lai, vùng Tây Nguyên, cho đến khi bà được mãn án vào ngày 10 tháng 2 năm 2018.